Độc lập tài chính giúp tôi trút bỏ rất nhiều áp lực cuộc sống. Đây là từng bước giúp tôi tăng thu nhập gấp 5 lần, kiểm soát thời gian, tự do sáng tạo. Từ một giáo viên dạy toán chỉ kiếm được 5.000 đô la tháng, Steve Chen trở thành người độc lập về tài chính kiếm được 28.000 đô la. Độc lập tài chính bằng 6 chiến lược mà ai cũng có thể thực hiện này. Kể từ thời điểm Steve Chen nhận được khoản lương đầu tiên, đã biết công việc mình đang làm sẽ không suôn sẻ. Năm 2014, Steve Chen bắt đầu sự nghiệp của mình. Với tư cách là một giáo viên dạy toán cho học sinh trung học cơ sở ở Los Angeles, anh ấy kiếm được hơn 5.000 đô la một tháng trước khi khấu trừ thuế. Nhưng sau khi tất cả các khoản thuế và trợ cấp được trừ đi, Steve Chen chỉ còn dư lại một khoản tiền ít ỏi. Và nó không đủ để anh ấy tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn. Steve Chen cho biết, tôi sống ở California và chi phí ở đây vô cùng đắt đỏ. Chẳng hạn như thuế, thực phẩm và chi phí sinh hoạt. Ngay cả khi tôi chỉ ăn mì mỗi ngày, tiết kiệm được 500 hoặc 1.000 đô la mỗi tháng trong tài khoản tiết kiệm, thì vẫn không có cách nào để tôi có thể sống thoải mái khi về hưu. Đó là khi tôi quyết định tạo ra một sự thay đổi trong cuộc đời mình. Chen truy cập Internet và bắt đầu nghiên cứu xem những người khác nghỉ hưu sớm như thế nào. 6 năm sau, vào tháng 2 năm 2020, Chen bỏ việc ở tuổi 33 sau khi chắt chiu đủ tiền để trang trải các khoản đầu tư của mình. Hiện Steve Chen có 4 nguồn thu nhập giúp anh kiếm được khoảng 28.000 đô la một tháng và cho phép anh làm việc nhiều hay ít tùy thích. Là một giáo viên có năng lực, Chen đã dành thời gian để dạy những người khác hướng đến con đường độc lập tài chính của họ thông qua trang web của mình, Coltulip. Ngoài ra, Steve Chen cũng đã thu hút được hơn 700.000 người theo dõi trên TikTok, nơi anh ấy sử dụng để thảo luận về các khái niệm tài chính đơn giản thông qua các đoạn video ngắn. Dưới đây là một số mẹo, thủ thuật và nhận thức mà Chen chia sẻ về cách anh ấy đạt được sự độc lập về tài chính trong suốt một thời gian dài. 1. Mở một tài khoản chứng khoán và bắt đầu đầu tư. Chen luôn nghĩ về thị trường chứng khoán như một thứ độc quyền mà chỉ những người giàu mới tham gia. Tuy nhiên, khi bắt đầu tìm đọc về các biện pháp giúp nghỉ hưu sớm, anh ấy nhận ra rằng tất cả mọi người đều dành ra một ít tiền mỗi tháng để đầu tư trong một khoảng thời gian dài. Đó cũng là lúc Chen quyết định mở tài khoản chứng khoán đầu tiên của mình. Chen cho biết, tôi thực sự không biết mình đang làm gì trong thời gian đầu. Tôi chỉ mua cổ phiếu từ các công ty mà tôi thấy trong cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng, Chen phát hiện ra các quỹ giao dịch trao đổi, ETF, và nhận ra rằng anh ấy có thể đầu tư vào một quỹ, bao gồm các công ty mà mình đã mua cổ phiếu. Chen bắt đầu đầu tư vào các quỹ ETF như Vanguard 500, VOO. 2. Cắt giảm ngân sách để tiết kiệm nhiều tiền hơn. Theo thời gian, Chen nhận thấy danh mục đầu tư của mình phát triển và đang hoạt động rất hiệu quả. Nó khuyến khích anh ấy sống tiết kiệm để có thêm nhiều tiền đầu tư. Chen bắt đầu tìm cách tiết kiệm hàng tháng. Thay vì đi ăn tối vào cuối tuần, anh ấy và bạn bè bắt đầu đi bộ đường dài, đến phòng tập thể dục và chơi board game ở nhà. Nó cho phép Chen tiết kiệm khoảng 400 đô la mỗi tháng. Khi mua một thứ gì đó, anh ấy sẽ sử dụng loại thẻ giúp tiết kiệm được nhiều tiền nhất. Chen thường xuyên thay đổi giữa Chase Freedom, Bank of America Card Rewards, Chase Freedom Unlimited và Chase Sapphire Reserve. Chiến lược này đã giúp anh ấy tiết kiệm khoảng 50-100 đô la tiền mặt mỗi tháng. Thay vì mua quần áo hàng hiệu hoặc đồ gia dụng đắt tiền, Chen thường lựa chọn mua đồ giảm giá, mua các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu với số lượng lớn. Đối với những vật dụng cần thiết hàng ngày thì đều được mua với số lượng lớn, tiết kiệm cho anh ấy khoảng 10-20 đô la mỗi lần đến cửa hàng. 3. Sử dụng kỹ năng vốn có để gia tăng thu nhập. Sau khi tối đa hóa những gì mình có thể tiết kiệm, Chen chuyển hướng sang tiềm năng kiếm tiền của mình. Kể từ khi còn là giáo viên, anh ấy đã sử dụng các kỹ năng của mình để dạy kèm sau giờ làm việc. Chen bắt đầu dạy thêm một vài giờ vào mỗi tuần, giúp anh ấy kiếm thêm 1.000-2.000 đô la mỗi tháng. Khi các sinh viên bắt đầu giới thiệu thêm nhiều người khác đến học, thu nhập đến từ công việc dạy kèm dần dần tăng lên. Bất kỳ khoản tiền nào được tạo ra từ việc này đều được Chen sử dụng để đầu tư và sinh lợi. Khi thấy được lợi nhuận từ công việc gia sư của mình, Chen đã phát triển tư duy kinh doanh và bắt đầu mở rộng quy mô kinh doanh gia sư của mình. Ngày nay,
Anh ấy tiếp tục dạy kèm vài giờ mỗi ngày và có thể kiếm thêm 8.000 đô la mỗi tháng từ công việc gia sư. 4. Tận dụng nền tảng mạng xã hội để tăng thu nhập. Steve Chen đã tìm ra biện pháp để tạo thêm thu nhập bằng cách chia sẻ kiến thức của mình đến mọi người thông qua các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube và các giao dịch tài trợ khác. Bằng cách tổng hợp các video ngắn, nhiều thông tin về các khái niệm tài chính mà Chen có thể kiếm được từ 1.000 đô la đến 1.500 đô la cho mỗi video. Chiến lược này đã giúp Chen tăng thêm khoảng 35% thu nhập hàng tháng của mình. Chen chia sẻ rằng, khi mới bắt đầu đầu tư, tôi thực sự không biết phải nói chuyện với ai. Bố mẹ tôi thực sự không biết gì về thị trường chứng khoán và những người đồng nghiệp của tôi cũng vậy. Tôi không biết phải học từ đâu. Vì vậy, tôi muốn xây dựng một cộng đồng an toàn cho những người có cùng suy nghĩ. Và đó là những gì chúng tôi tạo ra trên trang web của mình. 5. Đầu tư vào bất động sản. Chen đã sử dụng số tiền dành dụng được sau khi làm việc chăm chỉ để mua một căn nhà đôi sắt vách 2, 2 single family home và cho thuê để có thêm thu nhập. 6. Có một quỹ khẩn cấp trước khi đầu tư mạo hiểm. Chen luôn dành ra khoảng 6 tháng chi phí sinh hoạt vào một quỹ khẩn cấp riêng. Mặc dù hiện tại thu nhập của Chen đã cao hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng anh ấy vẫn tuân theo các nguyên tắc sống tiết kiệm trong khi tiếp tục làm giàu. Mối quan tâm nhất của Chen bây giờ là tiếp tục chia sẻ kiến thức và những thói quen làm giàu tích cực của mình, để những người khác có thể phát huy được tiềm năng của họ. Chen chia sẻ rằng, tôi chút bỏ được rất nhiều áp lực khi đạt được độc lập về tài chính. Tôi nhận thấy mình có rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Bây giờ tôi tự kiểm soát thời gian của chính mình. Tôi có công việc kinh doanh của riêng mình. Tôi tự do sáng tạo những gì mình thích. Theo Lưu Ly, cafef.vn. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.